quyết tự tin tỏa sáng. Quý vị khán giả, Thu Hoàng xin chào đón quý vị đang đến với đêm truyền hình trực tiếp thứ tư của Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014. Đường tới vương miện Hoa hậu thế giới. Chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6 Đài Truyền hình Việt Nam. Quý vị thân mến, trong suốt một tuần vừa rồi thì 17 cô gái xinh đẹp của chúng ta đã có những tiết mục về học làm sao cho có thể trình diễn và đi đứng thật là hoàn hảo trước ống kính. Bên cạnh đó thì các cô đã có một buổi chụp hình dã ngoại ở bên ngoài vô cùng lý thú. Nhưng đặc biệt hơn hết đó chính là những hoạt động thiện nguyện tại quán cơm 2.000 đồng trong suốt một tuần vừa qua. Thu Hằng nghĩ đây chính là một trong những kỷ niệm vô cùng đáng nhớ của các thí sinh khi tham gia chương trình này. Như chúng ta cũng đã biết thì tổng đài bình chọn cho các thí sinh cũng đã được đóng vào lúc 18 giờ tối hôm nay. Thế nhưng kết quả của suốt một tuần luyện tập của các thí sinh của chúng ta sẽ chỉ được biết ngay sau tiết mục trình diễn. Nhưng đó sẽ chính là một câu chuyện của cuối chương trình rất là đặc biệt, rất là kỳ thú đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với ban giám khảo của ngày hôm nay. Thu Hoàng xin được trân trọng giới thiệu giám khảo thường trực vô cùng xinh đẹp, đó chính là diễn viên điện ảnh Trương Ngọc Ánh. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo thường trực đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Xin được giới thiệu giám khảo khách mời, chuyên gia đào tạo kỹ năng trình diễn Feliciano Santos Jr. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo khách mời, giám đốc sáng tạo Henry Hubert. Vâng, thưa quý vị, bắt đầu từ đêm nay thì chương trình sẽ đưa vào một hình thức tương tác mới của trung tâm VTV Digital Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Có nghĩa là khán giả của chúng ta có thể vừa theo dõi chương trình và vừa trả lời những câu hỏi mà chương trình đưa ra. Cùng lúc đó thì khán giả cũng có thể có cơ hội có được những phần quà vô cùng hấp dẫn. Từ điện thoại di động của quý vị thì quý vị hãy truy cập vào địa chỉ website đó là vtvnow.vn/app hoặc truy cập vào website của đường tới vương miện.vtv.vn/tương tác. Quý vị có 20 phút để tham gia chương trình và trong mỗi đêm thì quý vị khán giả nào có những câu trả lời nhanh nhất nhưng bên cạnh đó cũng phải đúng nhất thì đó sẽ là người nhận được những phần quà rất là giá trị của chương trình và cụ thể đó chính là 3 tháng sử dụng sản phẩm Lick của nhà tài trợ. Vâng, thưa quý vị, và Thu Hằng sẽ không lấy của quý vị thêm một phút nào nữa, không để quý vị phải chờ lâu. Và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn đầu tiên của các thí sinh. Và Thu Hằng lưu ý đây chính là phần thi của họ. Vì vậy, ban giám khảo, quý vị hãy sẵn sàng để chuẩn bị chấm điểm cho các thí sinh xinh đẹp của chúng tôi. Xin mời. Thank you.
top 17 trong bộ sưu tập của thương hiệu thời trang Valenciennes của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và thương hiệu giày Gusto. Tiết mục do giám đốc sáng tạo Henry Hubert dàn dựng. Trần Ngọc Lan Khuê đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Nguyễn Thị Thanh Tuyền đến từ Long An. Phạm Hồng Thúy Vân đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thí sinh Phan Thị Thanh Nhàn đến từ Đồng Nai. Hà Ngọc Dung đến từ Đà Nẵng. Nguyễn Thị Ngọc Phi đến từ Đắk Lắk. Nguyễn Daina đến từ Hà Nội. Đỗ Thị Kim Ngân đến từ Lạng Sơn. Thí sinh Vũ Thị Ngọc của Hải Dương. Nguyễn Thị Lệ Quyên đến từ Bạc Liêu. Đến từ Đà Nẵng. Lê Thị Hà Chiêu đến từ Bình Định. Võ Quế Chi đến từ Đà Nẵng. Thí sinh Nguyễn Huỳnh Kim Duyên đến từ Kiên Giang. Nguyễn Thị Thu Thủy đến từ Ninh Bình. Nguyễn Ngọc Anh Thư đến từ Hồ Chí Minh. Và cuối cùng là thí sinh Phan Thị Vân đến từ Thừa Thiên Huế. Sôi động vừa rồi của các thí sinh của chúng ta được lấy ý tưởng từ môi trường, đó là bắt nguồn từ thực tế, chính là trái đất của chúng ta đang bị nguy hiểm. Và chúng ta không chỉ ngồi đó và nghĩ rằng nó đang rất ổn thỏa. Và chính vì vậy, một trong những nhiệm vụ tối cao của Hoa hậu là truyền tải những thông điệp vô cùng tích cực đến với cộng đồng. Và ngày hôm nay trên sân khấu này thì các thí sinh của chúng tôi đã và đang truyền những thông điệp đó đến với quý vị khán giả. Và đây chính là ý tưởng đến từ Henry Hubert. Một lần nữa xin cảm ơn anh. Và chắc hẳn bởi vì chúng ta đều biết đây chính là phần thi của các thí sinh, phần thể hiện bản thân mình qua một tuần học tập. Thế nên những điều quý giá nhất và chúng ta đang mong chờ nhất đó chính là nhận xét từ ban giám khảo. Và ngay bây giờ Thu Hoàng xin được mời vị giám khảo đầu tiên. Xin mời chị Trương Ngọc Ánh. Chào các người đẹp của chúng tôi. Phải nói là hôm nay các em rất là xinh đẹp và các em đã được làm quen với một cái công việc mà của một hoa hậu bắt buộc phải làm. Như bài lần trước chị có nói là khi các em đội vương miện hoa hậu lên đầu, các em phải làm rất nhiều các công việc từ thiện, các công việc xã hội, các công việc về cộng đồng. Và đây cũng là một trong những công việc đó. Và các em đã làm rất tốt ngay tại sân khấu này. Và sau này các em còn nhiều dịp phải làm cái việc này với cộng đồng nữa. Và vừa rồi thì các em cũng đã làm quen với cái việc là chia sẻ, nấu cơm và chia sẻ cho người nghèo những cái phần cơm rất sức có ý nghĩa như vậy. Thì phải nói đây là một việc làm và
Tôi cảm thấy rất là có ý nghĩa và tôi rất vui về điều này. Xin cảm ơn các em. Xin cảm ơn chị Trương Ngọc Ánh. So next, Angel. May I call you Angel? Yes, that's my nickname. Thank you. Ladies, you are gorgeous tonight. You are all beautiful, and majority of you are a little bit shy up to now. I want you to go out, show the world your beauty. And of course, you should move genuine, very true on stage. Tall, powerful, even at the backstage. And of course, beauty, remember, is a combination of inner and outer self. And it makes you confident. It makes you stand out from the rest, okay? Love you all. Thu Hằng xin được phép nói tóm gọn lại. Anh Feliciano Santos đã vừa nói với các thí sinh của chúng ta, đó chính là trong đêm nay thì các bạn thật sự đang rất là đẹp và rất là tỏa sáng. Tuy nhiên tôi có một số nhận xét, đó chính là trong suốt một tuần vừa rồi, có một số bạn còn cảm thấy hơi ngượng ngùng, chưa dám thể hiện bản thân mình, cảm thấy hơi dè dặt. Và thực sự thì cái vẻ đẹp của các bạn ấy, nó phải xuất phát từ cả bên ngoài lẫn bên trong. Vì vậy nên khi mà các bạn sải bước trên sân khấu, hoặc là khi các bạn không ở trên sân khấu mà chúng ta ở ngoài đời thường, chúng ta hãy luôn ngẩng cao đầu, hãy luôn tự tin và sải bước trước mọi người. Vì vậy tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ luôn luôn thành công. Xin cảm ơn các bạn. So next, Henry. So I will divide the performance by two. Actually, the way to be an actress, like because you are in a special environment, like in a forest, and the other way, the performance on the stage, on the catwalk as a contestant for a beauty pageant. And for sure, I think personally that you are not so bad. I've seen more bad than that. You're getting better and better, but still you need more confidence. Huh? The other way, for me, the most important, it's the way for you to understand the concept of the environment, which is very important right now in the world. So thank you for your performance, and I hope you will progress again and again. Thank you. Xin cảm ơn Henry. Anh Henry có nói rằng thực ra thì tôi thấy các bạn rất đẹp và các bạn đã qua từng tuần, qua từng ngày thì các bạn đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Với màn biểu diễn này thì anh Henry đã chia nó ra làm hai phần. Một phần đó chính là các bạn sẽ diễn ở trên sân khấu giống như là một diễn viên, một nữ diễn viên, và các bạn sử dụng các giác quan, năm giác quan của mình để thể hiện những cái gì mà các bạn đang nghe được, đang cảm thấy được. Điều thứ hai đó chính là anh chia phần biểu diễn ra phần... Đó là phần catwalk, có nghĩa phần sải bước của các cô ở trên sân khấu. Và điều quan trọng đó chính là làm sao có thể kết nối được với khán giả ở bên dưới, với những gì, với những người đang xem và đang xem những cái biểu hiện của mình. Bên cạnh đó thì cái điều mấu chốt trong cái màn trình diễn của các thí sinh của chúng ta đó chính là làm sao các bạn có thể hiểu được cái concept, cái nội dung mà anh ấy truyền tải, đó chính là một cái thông điệp về thiên nhiên. Và thực sự các bạn cũng đã đang làm tốt cái việc đó. Và lời nhận xét cuối cùng của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, xin mời anh. Tôi nghĩ tuần vừa rồi các bạn đã có đi làm từ thiện, và tôi nghĩ với cái trải nghiệm đó cũng đã giúp các bạn có những cái cảm xúc cho cái đêm diễn hôm nay nó chân thật hơn. Và tôi nghĩ rằng tuần vừa rồi các bạn cũng có một cái thay đổi, một cái chế độ dinh dưỡng cũng giống như là tập luyện, cho nên là cái dáng vóc tôi cũng thấy có những cái điều nó phát triển tốt hơn. Và tôi có một cái lời khen ngợi với cái nhóm bạn mà diễn ở bên cái bên này. Như nãy chúng ta đã thấy thì nó có một cái tai nạn nhỏ nhỏ về cảnh trí, thì các bạn rất là bình tĩnh, xử lý một cách rất là nhẹ nhàng. Và tôi tin nếu mà đó là những cái cảnh thật hay là những cái cây thật ở ngoài đời mà có vấn đề gì thì các bạn cũng xử lý một cách nhẹ nhàng và đẹp giống như vậy. Cảm ơn các bạn. Vâng, xin cảm ơn Quang Dũng và xin cảm ơn phần nhận xét của 4 giám khảo của chúng ta. Quý vị thân mến, từ điện thoại của quý vị thì quý vị hãy đừng quên truy cập vào địa chỉ vtvnow.vn /app hoặc website đườngtớiviêngmiệng.vtv.vn/ tương tác để có thể tương tác với chúng tôi ngay bây giờ. Và quý vị thân mến, quý vị đừng chuyển kênh bởi vì chúng tôi sẽ quay trở lại sau ít phút nữa. We'll be right back.
Chào đón quý vị đang quay trở lại với đêm trình diễn thứ tư của Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014 được tới vùng miệng Hoa Hậu Thế Giới, và chương trình đã được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV6. Quý vị thân mến, một lần nữa Thu Hoàng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng hướng mắt về màn hình để xem đích đến của top 3 chương trình 3 cô gái may mắn nhất, đẹp nhất nhưng xứng đáng nhất sẽ đạt được những gì. Xin mời quý vị. Quán quân của Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014, đường tới vương miện Hoa Hậu Thế Giới sẽ giành được tổng giải thưởng trị giá 1 tỷ 100 triệu đồng. Trong đó bao gồm quyền đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss World Hoa Hậu Thế Giới cùng 100 triệu đồng tiền mặt. Thí sinh đạt giải nhì sẽ nhận tổng giải thưởng trị giá 550 triệu đồng gồm quyền đại diện Việt Nam tham dự Miss International Hoa Hậu Quốc Tế và 50 triệu đồng tiền mặt. Thí sinh đạt giải ba sẽ nhận tổng giải thưởng trị giá 530 triệu đồng gồm quyền đại diện Việt Nam tham gia Miss Supranational Hoa Hậu Siêu Quốc Gia cùng 30 triệu đồng tiền mặt. Vâng thưa quý vị, vừa rồi chúng ta cũng đã biết giải thưởng dành cho ba cô gái giành được những giải thưởng cao quý nhất của chương trình. Đó là những giải thưởng vô cùng giá trị phải không quý vị? Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng tôi cũng có những giải thưởng phụ dành cho những cô gái còn lại, những bạn thực sự biết tỏa sáng và có những tiến bộ qua các tuần học, qua các tiết học. Và điều quan trọng nhất trong các giải phụ đó chính là sẽ có một giải dành cho thí sinh được khán giả yêu thích nhất. Vì vậy, nếu quý vị yêu thích thí sinh nào, xin mời quý vị hãy vui lòng gửi tin nhắn để bình chọn cho thí sinh đó với cú pháp tên thí sinh, khoảng trắng, quê quán gửi đến 7370 với phí dịch vụ là 3.000 đồng một tin nhắn. Và ngày hôm nay thì trong suốt một tuần vừa rồi, Thu Hằng rất là vui mừng được chúc mừng khán giả với số thuê bao 0936302403 đã nhận được một giải thưởng khán giả may mắn, đó chính là một bộ máy tính Hanel All-in-One trị giá 17.980.000 đồng đến từ công ty Hanelcom. Và xin mời quý vị khán giả hãy cùng truy cập vào website đường tới vương miện .vtv.vn để có thêm thông tin chi tiết. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ thì trong thời gian dành để chờ các thí sinh của chúng ta sẽ có những cái màn trình diễn vô cùng sôi động, vô cùng hứng khởi tiếp theo, thì chúng ta hãy cùng vài phút để trò chuyện với ban giám khảo của đêm nay nhé quý vị. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Thu Hoàng biết rằng quý vị cũng đã nhận thấy trong bàn giám khảo của chúng ta có một nhân vật rất là mới. Ngay từ ban đầu chương trình, chắc chắn cái tên nó rất là lạ với quý vị. Đó chính là anh Feliciano Santos Jr. Anh đó là một chuyên gia đến từ Philippines, và ngày hôm nay Thu Hoàng sẽ có một câu hỏi dành cho anh. Đó chính là tại Philippines và Venezuela thì việc đào tạo hoa hậu đã trở thành một ngành công nghiệp. Nói đúng hơn là ngành công nghiệp. Như vậy thì anh có gì để nói về điều này? So in Philippines and Venezuela, the beauty training has become a technology. So what do you have to say about this? Well, it's not just an industry or a technology to earn money. I want people to realize that beauty pageants like this, trainings like this that we give our people, our ladies, is a venue with a heart and a soul. Because in here, we learn passion, discipline, and we learn so many things. Thực chất thì cái ngành công nghiệp này nó không chỉ đơn thuần là một ngành công nghiệp chỉ để kiếm ra tiền. Thế nhưng mà nó còn là một cái gì đó nó thiên về cái trái tim và tâm hồn. Nhưng mà hơn cả ở đó là chúng tôi dạy các cô gái xinh đẹp đó tính kỷ luật và sự đam mê học hỏi. Và bên cạnh đó, nó cũng chính là một ngôi nhà để các cô thể hiện sự cái tính nghệ sĩ của mình. This is also a venue and a place for us to express our art, artistry. And it creates the foundation for improvement. It is a pillar for confidence. And most of all, this industry, the thing we do, it makes dreams come true. Và như tôi đã nói thì thực sự chúng tôi dạy cho các cô ấy làm sao để chúng ta có thể có được một cái sự tự tin trong cuộc sống, mà đó chính là một trong những cái điều quan trọng nhất. Thế nhưng hơn tất cả, nó cũng giống như ở sân khấu này, nó chính là nơi mà làm cho giấc mơ trở thành hiện thực. Xin cảm ơn anh. Và câu hỏi thứ hai dành cho người đã ngồi ghế khán giả, đã ngồi ghế ban giám khảo, thưa xin lỗi, trong vòng 4 tuần liên tục, đó chính là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Anh Dũng thân mến, anh đã từng gặp rất là nhiều người đẹp, rất là nhiều hoa hậu, và đặc biệt với vai trò của anh đó chính là đạo diễn nữa, thì anh thấy được cái cách mà cái vai trò của một người đẹp trình diễn trước ống kính, trước máy quay thì nó quan trọng như thế nào, nó khó khăn như thế nào, và đó có phải là một điều đặc biệt gì không? Xin mời anh. Tôi nghĩ nếu mà nói nôm na trình diễn thì đó, chúng ta đang biểu hiện một cái cảm xúc
có một cái mục đích. Và trình diễn trước ống kính thì nó khác. Tôi nghĩ là nó khó thì cái nào nó cũng khó, cái nào hay thì nó cũng đều khó cả. Nó khó một cái là trước ống kính thì chúng ta rất là khó biết được cái phản ứng của cái người xem, của đối phương. Ví dụ khi bạn trình diễn trước sân khấu thì sẽ có rất là nhiều khán giả sẽ biết mình diễn hay thì vui thì người ta cười, còn buồn thì người ta khóc. Còn ống kính thì nó một vật vô tri vô giác, mình rất là khó biết. Cho nên cái sức tưởng tượng và mình phải định lượng được cái cảm xúc mình tới đâu, cái biểu hiện mình tới đâu là vừa. Và dĩ nhiên trước ống kính thì nó khó cái nữa, tức là nó phải đòi hỏi sự chân thật và rất là tinh tế, bởi vì ống kính có thể bắt những cái chi tiết rất là nhỏ nhất ở mọi góc độ. Vậy trong một tuần vừa rồi thì các thí sinh của chúng ta, anh thấy rằng các bạn có cảm thấy dễ dàng với cái nội dung học này không anh? Tôi nghĩ là các bạn đã có tiến bộ nhưng mà sẽ còn phải học nữa, phải học, còn học rất là nhiều. Vâng, xin cảm ơn Nguyễn Quang Dũng. Quý vị thân mến, như vậy thì chúng ta cũng đã trải qua thêm một tuần nữa mà các thí sinh đã có những cái tiết học vô cùng bổ ích và thú vị. Như Thu Hằng đã từng nghe thấy, rất là nhiều người đã nói rằng một hoa hậu của chúng ta không chỉ phải tự tin, không chỉ phải tỏa sáng ở trên sân khấu, mà cô ấy vẫn còn phải thu hút được mọi ánh nhìn ở mọi nơi cô ấy xuất hiện, đó chính là ngay cả đời thường. Như vậy thì suốt một tuần vừa rồi thì các thí sinh của chúng ta cũng đã học được khá nhiều điều bổ ích. Vậy bây giờ Thu Hằng xin mời quý vị chúng ta hãy cùng xem đoạn video clip sau đây để xem các thí sinh của chúng ta nói gì về điều này quý vị nhé. Xin mời quý vị. Diễn trên sân khấu đứng trước ống kính máy quay thì để mình tỏa sáng, điều tiên quyết chính là sự tự tin. Sự tự tin ở đây chính là tự tin vào chính vẻ đẹp của bản thân mình, vào vẻ đẹp mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi người chúng ta. Mình phải có sự tự tin và khi lên sân khấu mình phải làm chủ được nó. Mình phải nghĩ rằng mình đẹp nhất đến nay. Vẻ đẹp bắt nguồn từ sự rạng rỡ. Và đối với Diana thì cái sự rạng rỡ phải bắt đầu từ nụ cười. Mình luôn phải giữ cho mình một nội lực thật là mạnh mẽ để có thể có một thần thái cũng như một sắc thái thật tốt. Điều không kém quan trọng đó chính là cơ thể. Một cơ thể uyển chuyển và gợi cảm cũng sẽ làm cho người phụ nữ trở nên rất là sang trọng. Để tỏa sáng bạn phải luôn để cho người khác, cho khán giả nhìn vào bạn và công nhận bạn là một nữ hoàng. Bạn cũng phải cần có những kỹ năng về ngôn ngữ hình thể hoặc là giao tiếp để cho truyền đạt đến khán giả cũng như rằng là trước camera bạn là một người thông minh và trí tuệ. Điều quan trọng nhất đó là sự hoàn hảo. Hoàn hảo từ phong cách, từ cách giao tiếp cho tới thần thái, và mình phải thể hiện những cái điều đó một cách chuyên nghiệp nhất và tự tin nhất thì chắc chắn khi đó mình sẽ tỏa sáng. Sống trong lâu đài sắc đẹp cùng với 17 cô gái và hệ thống camera 24/24 là điều hoàn toàn không hề dễ dàng. Mình phải có ý thức đó là một ngôi nhà chung và phải tuân thủ các tất cả các kỷ luật chung của mọi người đưa ra. Phải cố gắng bỏ cái tôi của mình đi để có thể hòa nhập với mọi người và có thể cố gắng thay đổi bản thân mình. Mình phải bỏ đi những cái thói quen chưa có tốt khi mà ở nhà thì hay là ngồi gác chân hay là bất cứ một thói quen nào đó để phù hợp với lại một hoa hậu. Mình luôn động giờ, mình không muốn ai phải chờ đợi mình, bởi vì chính bản thân mình cũng không muốn chờ đợi người khác. Tôi luôn luôn là chính tôi, là con người mà tôi đã lựa chọn. Một cô gái hiền lành nhưng ít nói, một cô gái biết suy nghĩ và biết quan sát và thích chia sẻ. Chỉ là sống một cách chân thật, đúng với con người, đúng với cá tính thật của mình thôi. Và mình nghĩ đó là cái điều mà khán giả mong muốn được nhìn thấy. Và cuộc sống trong lâu đài đó chính là con người thật của mình. When you walk on that stage and you make an impression, especially in the self-introduction, remember, the camera is your best friend. So you need to look at the camera, make your voice audible, say your name properly, and of course, be proud to say about your country, the name of your country as well. So friends out there, remember, you always have to have a nice body, a beautiful confidence. You have to have that energy in you, that inner beauty in you to project yourself to the world. When you have a very good shape, it makes you look longer. So the golden rule is very simple. Eat right, exercise, and of course, take something that will help you. There's something out there that can really best suit you and help you and just be there to follow your dreams. We'll be right back.
Xin được chúc mừng sinh nhật của giám khảo Trương Ngọc Ánh. Quý vị thân mến, vừa rồi chính là một tiết mục vô cùng đặc biệt, nhưng tôi chắc chắn đó, cái điều ý nghĩa hơn đó chính là cái sự bất ngờ mà của các thí sinh của chương trình, và nó đã được dàn dựng bởi biên đạo múa Alexander Tú dành tặng cho giám khảo Trương Ngọc Ánh. Xin cảm ơn chị rất là nhiều. Bởi vì những cái gì mà chúng tôi mang lại mà được đáp lại bằng những cái nụ hôn vô cùng ngọt ngào của chị thì tất cả các thí sinh của chúng ta vô cùng cảm thấy tự tin trong buổi tối ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và vừa rồi thì với bộ sưu tập vô cùng lộng lẫy trên sân khấu này, Thu Hằng không thể nào không gửi lời cảm ơn đến nhà thiết kế Trung Thanh Phong. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ sắp đến với phần vô cùng hồi hộp của chương trình, đó chính là phần công bố kết quả của các thí sinh. Nhưng ngay bây giờ quý vị hãy đừng chuyển kênh, bởi vì chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa thôi. Chào đón quý vị đang quay trở lại với đêm trình diễn thứ tư của Hoa Khôi Áo Dài 2014, đường tới vương miện Hoa hậu thế giới. Và ngay bây giờ Thu Hằng sẽ không để quý vị phải chờ lâu nữa, bởi vì đây chính là những cái giờ khắc vô cùng gay cấn. Các thí sinh của chúng ta cũng mong chờ nó, bởi vì nó chính là những cái lúc mà chúng ta biết được kết quả học tập cũng như trình diễn của các thí sinh trong suốt một tuần vừa rồi. Và ngay bây giờ Thu Hằng sẽ gọi tên 3 thí sinh, đây là nhóm 3 thí sinh đầu tiên. Thí sinh nào mà Thu Hằng gọi tên xin mời các bạn hãy cùng bước lên phía trước. Thu Hằng xin được mời bạn Nguyễn Daina. Xin mời bạn Khúc Hà Ngọc Dung. Và Nguyễn Thị Ngọc Phi. Chúng ta thấy rằng ba thí sinh của chúng ta, ba thí sinh trong nhóm đầu tiên này, đây chính là những thí sinh cũng vô cùng xinh đẹp. Và chắc chắn họ cũng đã có một cái sự trình diễn nỗ lực trong cái phần biểu diễn vừa rồi. Thế nhưng Thu Hằng xin được phải chúc mừng tất cả những thí sinh còn lại, bởi vì đây chính là nhóm thí sinh nguy hiểm của tuần này. Và sau đây Thu Hằng xin được tiếp tục và mời nhóm 3 thí sinh tiếp theo. Xin được mời Đỗ Thị Kim Ngân. Xin mời Nguyễn Thị Lệ Quyên. Và Nguyễn Ngọc Anh Thư. Thưa Hoàng, xin mời các bạn hãy đứng theo group để chúng ta dễ phân biệt. Vâng, thưa quý vị, trong suốt một tuần vừa rồi thì Thu Hằng cũng đã được nghe ban giám khảo nhận xét, và Thu Hằng cũng đã được nhìn thấy cái sự tiến bộ của các bạn, của từng thí sinh khi mà sải bước trên sân khấu. Và thực sự Thu Hằng cũng phải xin chúc mừng ba thí sinh này, bởi vì họ chính là những thí sinh có sự nỗ lực tiến bộ nhiều nhất trong tuần vừa qua. Quý vị thân mến, và chắc hẳn là chúng ta sẽ rất là muốn nghe những nhận xét của ban giám khảo về top 3 cao nhất, cũng như là nhóm 3 thí sinh đã bị vào nhóm nguy hiểm trong tuần này. Và sau đây Thu Hằng xin được mời đại diện của ban giám khảo. Cái cảm xúc vừa rồi mà các em làm cái ngạc nhiên để sinh nhật cho chị vẫn còn đọng lại đến bây giờ. Nhưng mà giờ phút này thì chị vẫn phải về vị trí của mình để nhận xét top 3 của tuần này. Với Lệ Quyên, chị luôn ấn tượng với em. Em rất là chuyên nghiệp và lúc nào cũng tự tin, và các em luôn luôn giúp đỡ các bạn. Đó là những cái gì chị ấn tượng với em, và em rất xứng đáng ở ngôi vị này cho tuần này. Anh Thư luôn luôn nở nụ cười trên môi, rất là thân thiện, rất là dễ gần. Cái điều đó cũng rất là cần cho một hoa hậu. Xin chúc mừng em. Và Kim Ngân, so sánh từ lúc đầu chị gặp em tới giờ thì em đã lột xác thực sự. Em quá tự tin trên sân khấu với nụ cười rất là đẹp, rất là rạng rỡ, chứng tỏ, luôn luôn chứng tỏ tôi là người đẹp nhất và tôi tự tin để giữ vương miện hoa hậu. Đó là điều chị rất cần ở tất cả các em. Xin chúc mừng top 3.
Vâng, xin được cảm ơn nữ giám khảo Trương Ngọc Ánh. Và sau đây anh Nguyễn Quang Dũng, anh nghĩ gì về nhóm thí sinh đã bị loại vào nhóm nguy hiểm của tuần này? Để cộng điểm của cả tuần thì thường chúng tôi sẽ cộng điểm học hàng tuần của các bạn, cái số vote của khán giả và cái điểm của đêm trình diễn. Ba cái điểm đó chúng tôi sẽ cộng lại. Thì khi mà các bạn rơi vào nhóm nguy hiểm, tức là các bạn phải xem lại cả quá trình mình học như thế nào. Có thể các bạn học tốt, nhưng mà từ học cho tới lúc khi các bạn trình diễn ở sân khấu như thế nào mà để mình bị rơi vào top nguy hiểm, vào cái nhóm nguy hiểm. Thì tôi nghĩ là với cái tuần vừa qua, chúng ta vừa có chế độ dinh dưỡng và tập để cho các em có một cái bóng dáng chuẩn hơn. Và tôi nghĩ là ba em là ba thí sinh mà ít thay đổi nhất. Và cái đêm trình diễn hôm nay cũng là một cái đêm không có thành công của ba em. Vâng, xin cảm ơn anh Nguyễn Quang Dũng. Một lần nữa thì Thu Hằng cũng xin được chúc mừng top 3 thí sinh đã được nhận được những cái đánh giá cao nhất của ban giám khảo vừa rồi. Xin cảm ơn các bạn và xin mời các bạn về chỗ. Và ngay sau đây Thu Hằng cũng xin được công bố thông tin, đó chính là tỷ lệ bình chọn dành cho 3 thí sinh còn lại của chúng ta, đó chính là 3 thí sinh đã lọt vào nhóm nguy hiểm của tuần này. Đây chính là thông tin về tỷ lệ phần trăm bình chọn của khán giả, thế nên nó sẽ là một trong những thông tin tham khảo cho ban giám khảo của chúng ta sẽ quyết định là cứu thí sinh nào một trong 3 thí sinh này. Thu Hằng xin được công bố bạn Khúc Hà Ngọc Dung với tỷ lệ nhận được bình chọn là 9,26%. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Phi tỷ lệ nhận bình chọn là 3,18% và Nguyễn Đài Na 15,88%. Vâng, đây chính là những thông tin dành cho ban giám khảo để quý vị sẽ quyết định rằng ai sẽ được tiếp tục ở lại lâu đài sắc đẹp cùng với những thí sinh còn lại. Và quý vị thân mến, quý vị hãy đừng chuyển kênh bởi vì chúng tôi sẽ còn quay trở lại sau ít phút nữa. Chào đón quý vị đang quay trở lại với đêm trình diễn thứ tư của Hoa Khôi Áo Dài Việt Nam 2014. Đường tới vương miện Hoa hậu Thế giới và trên sân khấu đang đứng kế Thu Hằng đây chính là nhóm 3 thí sinh đã rơi vào nhóm nguy hiểm trong tuần này. Một lần nữa, Thu Hằng xin được công bố lại tỷ lệ bình chọn dành cho 3 thí sinh này trong tuần vừa rồi. Khúc Hà Ngọc Dung 9,26%, Nguyễn Thị Ngọc Phi 3,18% và Nguyễn Đài Na 15,88%. Đây chính là thông tin tham khảo dành cho ban giám khảo của chúng ta. Và bây giờ Thu Hằng muốn nghe quyết định cuối cùng của ban giám khảo, họ sẽ quyết định cứu thí sinh nào. Xin được mời đại diện ban giám khảo chị Trương Ngọc Ánh. Đây quả là một quyết định vô cùng khó khăn cho ban giám khảo, bởi vì trong cái tuần vừa rồi cả ba em đều rất là tiến bộ, nhưng mà ban giám khảo phải quyết định một thí sinh mà tiến bộ nhất trong top 3 này, trong bottom 3 này. Đó là Nguyễn Đài Na. Như vậy Thu Hằng xin được chúc mừng Nguyễn Đài Na, bởi vì bạn chính là một trong những thí sinh đã được an toàn trong tuần này. Xin cảm ơn bạn và xin mời Nguyễn Đài Na, bạn hãy về chỗ của mình. Quý vị thân mến, như vậy trên sân khấu của chúng tôi bây giờ bên cạnh Thu Hằng chỉ còn có 2 thí sinh, đó chính là bạn Khúc Hà Ngọc Dung và bạn Nguyễn Thị Ngọc Phi. Đây chính là 2 thí sinh còn lại, họ sẽ phải trả lời ngay tại sân khấu này những cái câu trả lời, câu hỏi mà ban giám khảo sẽ dành cho họ. Và sau đây Thu Hằng xin được mời chị Trương Ngọc Ánh hãy cùng đưa ra câu hỏi dành cho 2 thí sinh. Hai em cố gắng lắng nghe nha. Câu hỏi là ở vị trí của một người đẹp đại diện Việt Nam, em nghĩ lợi thế lớn nhất của mình là gì khi kêu gọi và vận động mọi người bảo vệ môi trường? Xin cảm ơn chị Trương Ngọc Ánh. Quý vị thân mến, thì sáng nay chúng tôi đã cho các thí sinh của chúng ta bốc thăm theo thứ tự trả lời ngẫu nhiên. Và như vậy thì thí sinh Khúc Hà Ngọc Dung sẽ trả lời trước và thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Phi sẽ trả lời sau. Và sau đây các thí sinh của chúng ta sẽ có 1 phút để suy nghĩ câu trả lời. Và 1 phút bắt đầu. Và trong thời gian 1 phút dành cho các thí sinh của chúng ta cùng suy nghĩ câu trả lời của nữ giám khảo Trương Ngọc Ánh, thì chúng tôi muốn dành một ít phút đó để trò chuyện với Henry. So Henry, how do you think? Can you give me a reason and the technique? So how our candidate cannot be in the bottom three? First of all, the confidence. You have a problem to be confident. So that is the main thing when you have a contest, when you are inside a contest. You need more confidence. You need to work more
I think personally that you don't work enough when you have time. You need to check your weak point, and that I can feel like you don't work on it enough. And so, I hope you understand that it's very important for you. So thank you, Henry. À, như vậy thì một phút đã hết. Anh Henry có nói rằng là các thí sinh của chúng ta nói chung là điều quan trọng nhất đó chính là các bạn cần phải tự tin, bởi vì tự tin chính là điều mà có thể dẫn các bạn đến thành công. Xin cảm ơn Henry. Và theo thứ tự thì như Thu Hằng cũng đã đề cập thì bạn Khúc Hàng Ngọc Dung sẽ trả lời trước. Bạn sẵn sàng chưa? Các thí sinh của chúng ta, mỗi thí sinh sẽ có một phút để trả lời. Và sau đây, một phút xin phép được bắt đầu. Em xin kính chào ban giám khảo cùng toàn thể quý vị có mặt trong đêm nay cùng các khán giả đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Em xin phép được trả lời câu hỏi của mình. Ở một vị trí là một người đẹp đại diện cho Việt Nam, em nghĩ lợi thế lớn nhất của mình trong việc vận động, kêu gọi mọi người tham bảo vệ môi trường, đó là em sẽ sử dụng hình ảnh, danh hiệu cũng như tiếng nói của mình gửi gắm thông qua sức mạnh truyền thông để gửi gắm đến mọi người một thông điệp là hãy bảo vệ môi trường, thiên nhiên, vì bảo vệ môi trường chính là bảo vệ môi trường sống của chúng ta cho hôm nay và thế hệ mai sau. Em xin hết ạ. Một phần trả lời vô cùng hoàn chỉnh của bạn Khúc Hà Ngọc Dung. Bạn đã trả lời trong vòng một phút mà ban giám khảo đã quy định. Và sau đây chính là phần trả lời của bạn Nguyễn Thị Ngọc Phi. Xin mời bạn. Ngọc Phi, bạn đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Một phút xin phép được bắt đầu. Dạ, em xin chào ban giám khảo cũng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong buổi hội trường ngày hôm nay ạ. Em xin trả lời câu hỏi của em. Ở một vị trí là người đại diện sắc đẹp của Việt Nam, lợi thế lớn nhất của mình khi về việc bảo vệ môi trường, chúng ta góp sức xây dựng môi trường ngày càng tốt đẹp hơn, đó là khi em trở thành một người đẹp, người đẹp của Việt Nam, em sẽ được nhiều người biết đến thông qua lời nói, hình ảnh cũng như là cử chỉ, từ đó em có thể sử dụng nó để tuyên truyền với mọi người rằng bảo vệ môi trường là điều rất cần thiết, và hãy bằng các biện pháp như bằng các cử chỉ nhỏ như là bạn cứ bình tĩnh. Bằng các biện pháp là chúng ta sẽ kêu gọi cộng đồng, đúng không? Như vậy thì bạn Ngọc Phi cũng đã hoàn thành phần trả lời của mình. Quý vị thân mến, và ngay bây giờ chúng ta đang rất nóng lòng muốn biết được quyết định từ ban giám khảo. Và sau đây Thu Hằng xin được mời anh Nguyễn Quang Dũng. Với cái phần thi vừa rồi của hai bạn thì tôi thấy hai bạn đều bị mắc một cái lỗi, tức là mình không tìm ra được những cái cách chào hỏi nào để ngắn gọn, để tiết kiệm cái thời gian mà mình có. Và cái thông điệp mình gửi đi nó chưa rõ những cái ý mà mạnh, những cái điểm chính của mình muốn nói. Có thể cái thời gian mình nó sẽ hết, nhưng mà nếu mình rõ cái ý chính thì cái thông điệp mình nó đến với người nghe nó vẫn dễ hơn. Với phần thi của hai bạn vừa rồi, tôi thay mặt ban giám khảo, tôi xin đưa ra quyết định. Cái người mà chúng tôi sẽ giữ lại ở cuộc thi đó là bạn Ngọc Phi. Như vậy xin được chúc mừng bạn Nguyễn Thị Ngọc Phi. Quý vị khán giả, như vậy thì chúng ta cũng đã biết rằng thí sinh nào sẽ được ở lại lâu đài sắc đẹp. Và kết quả đó chính là bạn Khúc Hà Ngọc Dung. Thí sinh Khúc Hà Ngọc Dung đã phải chia tay với lâu đài sắc đẹp cũng như chia tay với hành trình mà bạn đã gắn bó trong vòng 4 tuần vừa rồi. Bạn Ngọc Dung của chúng ta sẽ nhận được quà tặng đến từ nhãn hàng Lick. Đó là một năm sử dụng sản phẩm để có thể cải thiện và làm cho vóc dáng của mình hoàn hảo hơn. Và sau đây Thu Hằng xin được mời lên sân khấu bà Nguyễn Thị Hồng Liên, giám đốc sản phẩm Lick thuộc nhãn hàng Eco Green, lên trao quà cho bạn Khúc Hà Ngọc Dung. Xin mời bà. Xin cảm ơn bà Nguyễn Thị Hồng Liên.
Quý vị thân mến, và ngay sau đây chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh của khúc Hà Ngọc Dung. Trong suốt thời gian vừa rồi, bạn đã gắn bó với các thí sinh khác cũng như đã ở trong lâu đài sắc đẹp như thế nào? Xin mời quý vị. There's a girl in the backyard banging on her drum, sitting in a junk pile laughing at the sun, singing. Kỷ niệm mà làm mình nhớ nhất trong lâu đài sắc đẹp là những tiết học với các chuyên gia và những giờ vui chơi giải lao cùng các bạn trong lâu đài sắc đẹp. Những lúc mình buồn vui hay những lúc mình đau ốm đều quan tâm và chăm sóc mình, điều đó mình rất là quý và trân trọng. Mình cảm thấy mình càng ngày càng hoàn thiện bản thân mình hơn, càng ngày càng tự tin và biết nhiều điều trong cuộc sống hơn. Còn bây giờ thì tổng đài bình chọn dành cho 16 thí sinh còn lại của chúng ta trong tuần thứ tư cũng đã mở và quý vị có thể bình chọn cho thí sinh mà mình yêu thích. Mỗi tuần một khán giả may mắn sẽ nhận một bộ máy vi tính Hanel All-in-One trị giá 17.980.000 đồng đến từ công ty Hanelcom. Và tổng đài bình chọn cho các thí sinh sẽ được đóng vào lúc 18 giờ tối thứ tư tuần sau. Và quý vị hãy đừng quên đón xem những hoạt động của các thí sinh của chúng ta được chiếu trong các tập phát sóng hàng ngày, được phát sóng vào lúc 19 giờ 55 phút trên kênh VTV6 và được phát lại trên kênh VTV3, VTV4, VTV9 và VTV Cần Thơ. Hãy luôn đồng hành với các thí sinh của chúng tôi để họ luôn tự tin và tỏa sáng. Và trong ngày hôm nay tôi cũng xin được chúc mừng số thuê bao 0916888682. Đây chính là số thuê bao đã trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình trên ứng dụng VTV Now. Và bạn sẽ nhận một phần quà, đó chính là 3 tháng sử dụng sản phẩm Lit từ nhà tài trợ. Quý vị hãy đừng quên tải và cài đặt phần mềm VTV Now về điện thoại của mình để có thể tương tác với chúng tôi, bởi vì sẽ còn rất nhiều phần quà có giá trị khác. Thu Hoàng xin được cảm ơn sự hiện diện ở đây của ban giám khảo. Xin cảm ơn các cô gái xinh đẹp của chúng ta. Cũng xin cảm ơn nhãn hàng Lit đã đồng hành cùng với chúng tôi và đưa đến các chuyên gia để giúp cho các thí sinh của chúng tôi luôn tự tin và tỏa sáng. Còn bây giờ xin hẹn gặp lại và chào tạm biệt.